Tính đến đầu tháng 8 năm 2023, Lào Cai đã giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia được 383 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm. Trong đó, vốn đầu tư giải ngân 346 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao, vốn sự nghiệp giải ngân 37,26 tỷ đồng, đạt 4,4%. Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của ba chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã sớm phân bổ 100% số vốn cho các cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền cho các địa phương chủ động triển khai các dự án thành phần và quan tâm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai tại cơ sở tỉnh đang tập trung chỉ đạo thúc đẩy tiến độ giải ngân với mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 thực hiện giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt khoảng 94% kế hoạch giao.